số phụ tùng quota rồi con. Ngoài phụ tùng quota đầy đủ nha, quota Vino GV đầy đủ nha, tất cả dòng phụ tùng bên em đều có, những cái mặt hàng nào bên em bán là đều có phụ tùng. Đây đi đi phụ tùng quota đi, quota còn có là bạc sami piston đâu rồi, quota nằm trong rồi, quota là có bạc sami piston. Giờ đi Vicino chứ, đi Vicino sẵn đây nè. Thứ nhất là kép nước GV 125, 145, 165 đầy đủ nha. Tất cả GV. GV 70 luôn, là thùng dầu luôn nè, phải không? Thùng chính hãng, thùng nhiên liệu GV 70 có luôn. Đây thùng dầu GV 70. Đây thùng GV 70 có luôn nha. Bạc xe mi tông đầy đủ luôn nha. Đây Vicino đầy đủ nha, 125-2 rồi nè, bạc mi tông rồi con, bắn nghiêng luôn nè. Đó, phụ tùng đầy đủ nha. Đây là một số dòng Vino chứ đi. Một số phụ tùng Vino. Còn đây quota đây, quota là riêng biệt. Thôi quota tính sao đi, về Vino chứ đi. Đó, số dòng phụ tùng Vino đẹp không? Đó. Chút đi, chút đi, ẩm ra đi, ẩm nó ra ngoài đi. Đó là phụ tùng của thằng Vicino đầy đủ nha. Thôi bạc cho mít tông nè, kép nước nè, áo gió thùng dầu đầy đủ rồi con. Nhờ con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là bạc sơ mi của ông 32 nè,